Hello, xin chào tất cả mọi người. Hoàng Phi và các anh đã quay trở lại đây. Các anh ơi, không biết là Tết này các anh có gì vui kể cho Phi nghe không ta? Chơi đánh bài. Đánh bài chơi thôi đúng không? Dạ, đánh bài chơi. Lúc ngày Tết á thì con gặp người lớn con chúc Tết như thế nào nè? Chúc lâu trăm tuổi ạ. Chúc sống lâu trăm tuổi hả? Bây giờ quay trở lại với những món đồ mà Hoàng Phi và các anh vẫn thường hay làm. Thì ngày hôm nay, đố các anh, mình sẽ giới thiệu với các bạn món đồ chơi gì đây? Bóng. Bóng? Dạ. Nhưng mà không có thấy cái bóng này nó có gì khác với lại bình thường không? Dạ có, nó bị đầm lửa đây mà. Nhưng mà nó giống chứ. Yeah. Dạ. Đó, đây là một cái trò chơi rất là thú vị. Nó khác với lại cái bóng bình thường một chút xíu. Đó chính là nó có một cái viên bi nằm ở cuối này. À, và làm cho cái bóng này trở thành cái bóng lật đật. À, rất đơn giản. Giờ cái gì, cái gì, con coi thử coi. Đâu. Ê. Bây giờ các anh sẽ làm cái này cho mấy chú Vy ha. Vy liệu cần một cái bóng bóng. Các con bóng bóng. Còn bóng cái là đâu? Một cái bóng bóng chưa thổi. Các anh có thấy được không? Gì vậy? Chúng ta cần nguyên liệu là một trái bóng bóng và một viên bi. À rồi, các anh hãy chọn viên bi mà mình thích đi. Viên bi màu xanh lá trời luôn. Xanh lá trời luôn. Chú Vy cũng chọn một viên bi, đó là viên bi màu xanh lá cây. Ờ dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như sao? Chúng ta sẽ bỏ cái viên bi vô trong cái bóng này. Cái viên bi này nó to quá rồi. Đây nè, chú Vy làm xong rồi nè. Nhưng mà viên bi này to quá. Đâu, con hãy chồng nó vô. Cần chú Vy giúp đỡ không? Đây nè, chỉ nè, chú Vy chỉ nè, nhìn này nha. Chú Vy đẹp nhiều nha, anh biết, đúng chú Vy nữa. Đúng rồi, để con không được. Rồi, các anh sẽ bắn cái kia nè. Nhìn nè. Xong rồi mình chung lên viên bi. Ok. Để biết. Rồi, còn con bây giờ các anh đã bỏ viên bi vô trong luôn. Mình hết vô trong cái bóng luôn. Nè, đó là nè. À. Rồi, chưa chưa. Ây da, nó mới tới đây à. Xong rồi nè, chú Vy làm xong rồi nè. Để cũng biết chụp. Hay gì dạ. Được không? Ây da. Ok. Rồi, thế thì chúng ta sẽ tới một cái công đoạn nữa, đó chính là dùng một cọng dây thun. Rồi, chúng ta giữ viên bi ở cuối chân bóng nha. Giữ viên bi ở cuối chân bóng. Cầm viên bi lại. Cầm viên bi lại chưa? Đó, rồi chúng ta sẽ lấy một cọng dây thun. Chúng ta cột viên bi lại. Để làm gì vậy? Để con phải làm căng lên, con phải làm căng lên, con phải làm căng lên. Chúng ta sẽ cột viên bi này lại. Đúng rồi, nhiều lên, con phải móc cỡ 20 vòng. Kéo mạnh ra, kéo mạnh ra. Ủa, hay vậy ta. Tiếp theo, bước cuối cùng. Đó chính là chúng ta cầm cái bóng này nè. Bắn ra. Bắn ra. Sau đó lộn ngược lại. Lộn ngược nó lại nha. Lộn ngược nó lại. Lộn ngược nó lại. Lúc này nó quan trọng nè. Rồi sau khi lộn ngược nó lại thì chúng ta sẽ có một trái bong bóng như thế này. Tôi chỉ làm được như này thôi à. À đây rồi, cho anh nhìn nè. Như này hả? Đâu đâu phải nè, nhìn nè, nhìn nè. Đây, thấy không? Chúng ta banh cái bong bóng ra. Chứ làm được cái gì. Đây. Chúng ta sẽ banh cái bong bóng ra để đưa cái viên bi này qua ngược trở lại một lần nữa. Coi làm coi bị to cái ngón tay này luôn. À, tại cái bóng này nó hơi bự so với con. Rồi. Chúng ta lật ngược lên nè. Đó. Thì nó sẽ tạo thành một cái điểm nặng ở trong cái quả bóng này. Và nó sẽ ghi lên bóng lật đật. Đây. Ok. Yeah. Để coi nó có lật đật không. À, nó cũng lật đật kìa. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trang trí. Chính là bóng lật đật của chú Vy.
bây giờ cho các bạn chấm điểm đi. Chấm điểm hả? Hay cho các bạn chấm điểm là chuyện comment là ai đẹp hơn á. Xin mời các bạn hãy cùng chấm điểm để xem phần thắng ngày hôm nay thuộc về Hoàng Phi hay là thuộc về Kết Anh. Ok? Dạ. Yeah. Đó là 3 bước để có thể làm được một quả bóng đập đập rất đơn giản. Ngoài những trái bóng này, chúng ta có thể làm được rất nhiều những hình ảnh khác. Một món quà, một món đồ chơi rất thú vị dành cho các bé trong ở nhà. Các bé có thể tự làm được. Các anh làm được không nè? Có. Chú Phi làm được không nè? Có. Vậy thì các bạn cũng sẽ làm được.